Đức bây giờ thử chia sẻ lại là cái đợt đi Indo như nào. Dạ, khi mà mình rút máu xong các thứ để test doping ấy. Rồi thế thì nếu như sau này mà bên đấy có tổ chức giải thì em có lời khuyên gì cho mấy anh em mà sắp tới muốn tham gia giải đó thì cần lời khuyên gì không? À có mấy lời khuyên, ba lời khuyên dành cho anh em. Bây giờ chỉ cần con em nó cứng cáp một tí. À. Xong là hai vợ chồng làm có điều kiện ổn định kinh tế. Lá sang là gì? Lá sang là cả. À. Em bán hết rồi còn cái máy để ngực vừa về là máy máy tinh. Tất nhiên bán hết rồi nhỉ? Có đúng tạ này. Đúng tạ đấy, em vừa hôm nay mua cái máy ngực là nó cho ấy. À. Cho 50 kg tạ với cả mấy quả sắt tay. Dạ, bao tiền cái đề ngực này? 2 triệu. Hơn triệu á, cái đề ngực này á? 2 triệu. 2 triệu á? 2 triệu nhưng mà nó cho bộ tạ với cả cây này các thứ. À, cây sắt này luôn đúng không? Dạ. À, cũng được, 2 triệu. Đây, đem vào tham quan là Đức nhá. Đây. Không sao, bình thường nhà con nhỏ mà. Đấy con mày là đấy đâu con gà rồi. Dạ. Con gà đâu rồi? Em phà rồi hết rồi. Làm hết rồi. Dạ. Nó vừa chụp ảnh à đã thì... cắt hết ra rồi gì? Chắc là sáng nay làm luôn à? Đâu em vừa chiều làm về phát em làm luôn để. À. Lọc luôn tất cả mọi thứ. Ừ. Thôi tầm này đồ nhưng mà chuyển về chắc cũng mệt đấy nhỉ? Dạ. Đây. Không em thành lý hết. À, Đức thì vẫn còn đồ đấy, đồ bán. Dạ. Vẫn áo vẫn còn nhiều đúng không? À, mẫu mới vừa mới nhập về à? Dạ. Đây là AFA à? Vâng. Ừ, hợp lý. Sắp tới giải làm toàn AFA nên là chắc AFA nó sẽ có tiếng hơn một chút nhỉ? Dạ. Đấy, vẫn còn nhiều đồ tập lắm này. Theo cái hệ thống đấy thì cũng ngoài về nhiều. Ừ. Đấy, thằng dọc như đồ tập anh em ủng hộ thì vẫn còn đầy đồ ở đây luôn. Tí nữa xem thử cái lẩu tí em làm đây luôn đúng không? Vâng. Ừ. Đây này, đấy đứa con đây này, trông đáng yêu chưa? Ồ đấy, trộm vía tay ra to như bố rồi đấy. À thôi, năm mới thì đây bác lì xì nhá, lì xì năm mới cho trộm vía hay ăn chóng lớn nhá. Ừ, úi rồi, nãy mở mắt ra ngay kìa, úi rồi, cầm kìa nhanh quá nhỉ? Biết cầm rồi, biết cầm rồi. Đấy, rất khéo. Phải rất là xịn. Đồ mày Đức đầu bếp tất cả đây đúng không? Đâu có gì đâu. Gói bên Sài Gòn gói 2 thùng ha. Vâng, anh em mình muốn gầy ít. Úi giời. 2 thùng ngũ. Đấy. Đây là món gà này, đây là trứng này là của Anh Lâm. Lâm cu gửi à? Đấy, trứng này, trứng bát thảo siêu ngon luôn. Sợ không em? Đức bây giờ thử chia sẻ lại là cái đợt đi Indo như nào? Dạ. Năm 2016 à? À 2016 trong đó có được buồn thì đấy là đi tham gia như nào? Đợt đấy đi bỡ ngỡ ảnh sang ấy chẳng biết tiếng nhưng mà cũng may là nhờ được anh em ở trên mạng. À. Đấy là anh em ở bên đấy lâu rồi, bây giờ anh em vẫn liên hệ. À. Giờ cũng khá lắm. Yeah. Thì sang bên đấy là có anh dẫn đi, xong là có cả đợt đấy anh có trợ lý. Trợ lý đi cùng à? Nhiều, xong là anh bảo trợ lý là dẫn em đi sang Indo. À. Đấy. Nhưng mà lúc mà sang đấy là bên đấy mời sang hay là em có thông tin gì em sang đấy? Bên đấy là thấy mình là vô địch anh ạ. Vô địch được một cái giải ở Việt Nam, xong là họ gửi mail về. À. Đấy. Ta bị Indo gửi mail về cho mình. Dạ vâng. Nhưng qua giới thiệu qua không? Em cũng không biết, đợt đấy là em xem Gmail xong là em mới đi sang. À. Em lấy thông tin cho Gmail em đăng, em để công khai trên Facebook, sau đó thì họ tìm em thấy công khai. À. Xong là sang đấy có anh bảo là trợ lý đi cùng thì ông đấy dẫn em đi. À. Thi đấu giải là giải đấy là giải thể thao quốc gia anh, quốc gia của Indo lớn đấy, quốc gia là cũng lớn đấy, nước đảo ấy. Là em cũng chẳng biết gì, em cứ sang đấy em thi đấu thôi.
là lúc ấy bỏ nhà đi mà mẹ không có đồng ý. Mẹ không đồng ý luôn. Lúc ấy bỏ nhà để đi. Thế làm mề hả? Nhưng mà đi được em đi làm một tuần à? Dạ. Em đợt đấy đi là chắc được tuần đấy. Một tuần lúc đúng đi không? Sang trong người cũng có hình như là có 200 đô, hơn 4 triệu. Đấy, sang đấy là đi vật. Ăn uống tiết kiệm ấy, bên đấy đồ ăn nó ăn nó đắt nhưng mà nó bẩn quá không dám ăn. À, tức là dân đấy nó là sống theo cái đạo bên đấy, nó ăn uống nó cũng không quen hợp mình đúng không? Dạ. Có nghĩa là anh em mình ăn những cái đồ hải sản những thứ là nó ngay gần cái kiểu như là cái sông, giống kiểu sông Tô Lịch ở ngoài miền Bắc ấy. Đấy. Bẩn à? Bẩn. Xong là cái con ốc mà nó đợt đấy là em sang em chẳng ăn được gì, ăn được mỗi cái con ốc gì ta? Ốc biêu, ốc hương, ốc nhồi hay là ốc gì? Ốc cà nè. Ốc gì? Ốc vặn hay là ốc gì? Ốc mít. À không, ốc sổ huyết. À sổ huyết thì mà nó sổ huyết. Ăn được mỗi sổ huyết anh ạ, hút được mỗi đấy. Nhưng mà đắt hay rẻ? Đắt anh, 100.000 một đĩa. 100.000 một đĩa, 100.000 là Việt Nam đồng á? Dạ. Một đĩa nhiều không? Một đĩa, đây được một đĩa được giống kiểu đĩa này này. À, được hình như là được 15 con. Ba anh em chia đôi à? 15 con, 15 con. Nhưng mà đấy không có bánh mì hay là có mấy kiểu như là cơm hay là gì à? Không có, ăn hết. Ở đấy là toàn hải sản hết. Toàn dân bên đấy toàn dùng hải sản ăn. Vâng. À. Nhưng mà bia bên đấy thì 100.000 một chai. À, mà rượu thì bán chui. Có nghĩa là anh em đi phát là... Đi phát uống bia anh ạ, uống được một chai phát là về là mua rượu chui 100.000. Sợ, chỉ sợ mỗi công an phát hiện ra là anh em bị bắt. À, đấy. Nhưng mà cái giải đấy em tham gia là lúc mà vô địch toàn bộ ấy, hay là em vô địch từ giải 2016 ấy đúng không? Dạ vâng. Là lúc đấy là khi mà nhận tiền về là tổng được bao tiền? Khi mà công bố giải là được 1.000 đô. 1.000 đô? Dạ. Là tổng đó theo tầm 20 triệu. Dạ. Khi mà mình rút máu xong các thứ để test doping ấy. Ờ. Đấy là được 1.000 đô. 1.000 đô là nó chuyển khoản mình luôn. À không anh. À, chuyển khoản luôn thì ngon quá. Thế thì nó phải như nào? Biết nhỉ. Thế nó như nào? Có khi là trả góp mà tháng trả dặm đồ. Có nghĩa là lúc mà nó rút máu ở sau cánh gà xong anh ạ. À. Thì nó bảo là nó vừa trao với trường ấy, nó bảo là thôi cái này mày cứ về đi. Xong là tao xin số tài khoản các thứ của bên mày, xong là tao sẽ gửi bằng Western Union đấy. Ờ, Western Union, anh biết rồi. Đấy, chuyển cái đấy về cho Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam xong mà cái thằng James ở bên đấy. À, thằng James, anh biết thằng James đấy. Đấy, James nó hẹn. Chắc chắn trong tháng sau tao giả, cuối cùng là đến hơn một năm sau nó mới giả. Hơn một năm sau mới trả? Dạ. Tức là lúc đó là mình có được tiền lót tay từ cái gì không? Khi mình vô địch mình có lót tay ít là vài trăm đô gì đó. À không có anh. Tức là chỉ có huy chương cầm về thôi. Chỉ có huy chương cầm về. À huy chương cầm về mà sau đó thì là một năm sau thằng Zen nó mới trả cho em 1.000 đô đó. 1.000 đô đó có tính phí thuế gì không? Khi mà nhận được 1.000 đô, nói thật ra là nó trừ phí nhiều quá. Ví dụ như phí gì? 1.000 đô lúc đấy em tính ra giá là 22. À 2 triệu. Xong là nó trừ đi, xong là cuối cùng em nhận về tay như là còn được 16 triệu. Tức là ở tức là rơi đâu đó mất tầm 300 đô, 2-300 đô, 2-200 đô, 200 đô. Ừ, thế mà mất còn 16 triệu. À, còn 16 triệu cầm về tay. À, còn 16 triệu cầm về tay. Lúc đấy là ông anh là hướng dẫn viên du lịch em bên đấy là ông cầm về hộ ấy. À, chứ nó không chuyển khoản cho mình. Dạ vâng, không. Mà nó đưa tận tiền mặt cho cái ông hướng dẫn viên du lịch, dạ. Đưa về cho em. À thế là cũng gian nan phết nhở. Thế là đấy tham gia là em tham gia tổng thời gian là mất một tuần. Đi vật mấy ngày? À, đi vật mất 2 ngày. 2 ngày. Ngày trước cân, ngày hôm sau là thi đấu. Nhưng mà khoảng đấy anh hỏi chút là cái lúc mà tham gia 2 ngày đấy, ngày cân không nói gì, ngày thi đấu ấy, thì phải vật khoảng tầm bao nhiêu người thì lên vô địch được? Lúc đấy vật nhiều lắm anh. Khoảng bao nhiêu người em nhớ không? Dạ. Vật là em nhớ hình như là nói chung vận động viên đăng ký tham gia rất đông, nhưng mà lúc đấy như là 30-40 người ở cái hạng cân em. Tại vì cái hạng cân 65 là hạng cân đông nhất anh. Ừ. Đông nhất ở trong cái khu vực châu Á. À. Đông nhất. Còn cái hạng cân mà trên 80 ấy nó ít lắm. Nó chỉ tầm khoảng 15-20 người thôi. À. Thế là em vật xong hạng của em là cũng phải tầm cũng chắc là hơn vài chục trận, 20 trận không? Ấy.
Nói chung em giật béo mồm luôn. Béo mồm. Chả biết nào anh cứ xuống phát xong lại lên, xuống lại lên đấy, cứ kiểu nó liên tục như vậy. Tức là nó chỉ có hạ cân thôi à? Dạ. Không anh, mua nhiều hạng cân chứ, nó chỉ phân ra là 5 hạng cân. À, 5 cân một hạng. Có senior với cả junior không? Dạ, có anh. À, lúc đấy không có. Trẻ già gì không? Không có. Đấy, trẻ già đấy, không có đúng không? Không có trẻ già, chỉ có là bên châu Á là 14 nước tham gia. 14 nước tham gia? Nó là chỉ ghi ở trên cái background ấy, là 14 nước. Nhưng mà thực chất là rất là nhiều nước anh. Nhưng Việt Nam mình có mình em đi. Việt Nam thì mình em đi. Thế là em giành giải vô địch luôn, hạng ở đấy đúng không? Nhưng mà sau đó thì có tham gia trên giải hạng trên cân đâu? Có anh. Thế thì là thắng được bao nhiêu người? Lúc đấy là tham gia là cái hạng mà của cái bọn gì anh nhỉ? Bọn nó tổ chức riêng, có nghĩa là tổ chức riêng là thi đấu với từng người ở từng hạng cân. Nhưng mà đấy có ăn tiền không hay là? À không, em chẳng biết nó ăn tiền hay không. Có được giải không á? Nó anh cứ dịch ra thôi. Lúc ông phiên dịch là cứ dịch ra là em sang đấy là cứ vật, chỉ biết vật rồi. Sau lúc sau là nhận được một cái phong bì, mở ra là được mấy nghìn đô á? Không phải mấy nghìn bên đấy thôi. À, nhưng mà khoảng bao nhiêu vậy? Quy đổi ra tiền Việt là được, hình như là được hơn 6 triệu. Dạ. À, thế là coi như là một khoản tiền hỗ trợ thời gian ăn uống ở máy bay được đấy, đi đắt không? Dạ. Đi rẻ anh, rẻ bèo. Lúc đấy em tính ra là có mấy triệu cả đi cả về, hình như hết 4-5 triệu. À, tức là chính ra trong cái đấy cũng nhiều góc khuất nhỉ. Khi mà tham gia để mà được cái giải đấy cũng là nhiều cái sự khó khăn đấy. Đấy thế nên là vừa rồi mọi người thì nhìn không ai hiểu được rằng là Đức đi tham gia giải đấy là chỉ biết là vô địch thôi, nhưng mà không biết là trong bên đó có nhiều cái mà mình không thể mình công khai mình nói được, thì hôm nay là Đức nó chia sẻ lại để anh em biết thông tin đấy. Đấy rồi, thế thì nếu như sau này mà bên đấy có tổ chức giải thì em có lời khuyên gì cho mấy anh em mà sắp tới muốn tham gia giải đó thì cần lời khuyên gì không? À có mấy lời khuyên, ba lời khuyên dành cho anh em. Ví dụ là em nói cho anh. Đầu tiên là sang bên đấy là cầm bánh mì đi theo. Bánh mì đi theo là một, ok. Đi Việt Nam. Là cầm con đồ Việt Nam đi đúng không? Bánh trưng, bánh mì thì cầm đi hết. Dạ, rồi. Mì gói luôn. Rồi. Cái thứ hai là sang bên các nước bạn là mình phải sang những cái trang mà cộng đồng người Việt ở bên Indo hay là Malaysia hay là các thứ mà Đông Nam Á, những cái nước mà tổ chức. Mình tham gia thi đấu đấy, mình phải tham gia những cái đấy. Để làm gì? Để làm gì? Những cái người làm mà không biết tiếng ấy thì mình có thể vào đấy mình nhờ họ hỗ trợ phiên dịch cho mình. Dạ đấy, nhờ họ hỗ trợ phiên dịch. Ok, rồi cái thứ ba là gì? Dạ, cái thứ ba là chuẩn bị tâm lý trước, xong là chuẩn bị các cái giấy tờ. Đừng để cho nó bị lỗi, chỉ cần một lỗi nhỏ sang các nước nó trích ra phát là bị dính hết anh. Bị dính có nghĩa là mình trả về không được thi đấu nữa. À ok dạ. Rồi. Chỉ cần bị một lỗi, bị nhòe các thứ, anh em cứ chuẩn bị tốt giấy tờ các thứ là được. Giấy tờ luôn em chuẩn bị là có những gì? Dạ. Là có những gì giấy tờ ấy? Sang Indo thì em giấy tờ là chỉ có hộ chiếu. Hộ chiếu này là một này. Đấy. Có xin visa với... không anh? À chỉ cần một passport thôi đúng không? Passport. Chứ còn không cần phải visa gì cả. Dạ, vâng. Bên đấy họ nói tiếng là tiếng Anh hay là tiếng gì? Bên đấy họ ít người nói tiếng Anh lắm anh. À thế họ toàn nói hầu tiếng như là bản địa. Indo. À Indo à? Dạ. À ok. Là anh em sang bên đấy cẩn thận là gái. Gái. Gái hay dụ. Gái hay dụ à? Có nghĩa là lúc em mà đi ăn một cái bát ấy. Bát mà có một cái một lửa con gà anh. Ừ. Đấy, nó dụ. Nó dụ à? Nó dụ như nào? Em chẳng biết, thế ông kia sang nói bảo là cái gì mà đi đi khách không? Ông anh em dịch ra là đi nhà nghỉ. À nhưng mà đấy nó trả tiền cho mình á? Dạ. Nó trả tiền cho mình hay mình trả tiền cho nó? Em chẳng biết, nó dụ đi thế nhưng mà ông anh em không cho. Ông phiên dịch ấy, phiên không dịch cho. Indo, ông ấy là người bản xứ đấy đúng không? Người Việt. Nhưng mà du học bên đấy xong là thành đạt bên đấy. À ok rồi. Thì cũng là khấu lệ đấy. Như vậy là để anh em biết được là hành trình đi có Đức cũng khá gian nan với cả khó khăn. Rồi ok, như vậy là Đức đã lời khuyên rồi. Nhiều nếu như mà nhiều cảm bẫy. Nên là anh đi phải cẩn thận đúng không? Một số anh em là đôi khi vô địch được cái là được cái huy chương, cái có tiền một tí sang đấy muốn thử trải nghiệm. Có khi là nó dẫn vào nhà thổ đấy cũng sẽ gặp nhiều vấn đề. Rồi ok, vậy là Đức này đã chia sẻ cho anh em cái thông tin đó. Thì trong gian tới nếu như mà hỏi Đức một chút nhá, cái này thì ngoài lề thôi.
Thì trong thời gian tới nếu như mà để mà bây giờ em 63 kỳ đúng không? Dạ. Để mà quay lại với cái giải vật tay thì liệu bao giờ em sẽ quay trở lại với giải đó? Nếu như mà để tham gia như cái thời điểm ngày xưa. Nếu mà tham gia thời điểm ngày xưa thì bây giờ chỉ cần con em nó cứng cáp một tí. À. Xong là hai vợ chồng làm có điều kiện ổn định kinh tế một chút. Ổn định kinh tế là quay trở lại được đúng không? Dạ. Ok nhá, đấy Đức nói với anh em để anh em biết được là sắp tới như nào nhá. Nhưng mà chắc chắn là tháng 7 này giải ở Hà Nội là có tham gia đúng không? Chắc là tham gia đúng không? Đấy nhá, đây Đức nó nói nhá. Ok, và anh em có thể hiểu thông tin đó nhá. Như vậy là hôm nay đã có review cái số thông tin với Đức liên quan tới giải vào tay Indo, như là cái hiện tại bây giờ sắp tới Đức làm gì. Thì hy vọng rằng là em sẽ luôn giữ đam mê để mình có thể là được cái sự nhiệt huyết với vật tay ở Việt Nam cũng như quốc gia mình nhá. Dạ, ok, cảm ơn Đức nhiều. Vâng. Ok em nhá, bye bye.